chị này là gặp khuyết điểm là mũi thấp nè, đó đầu mũi ngắn, và mình thấy là cái phần mũi của chị này, cái trụ đầu mũi cũng rất là yếu nữa, cho nên là các bác sĩ đã quyết định là mình sẽ tiến hành nâng mũi cấu trúc X-Line 3D để cải thiện lại chiếc mũi cho chị này nha. Thì nhìn vào là mình đã thấy được cái phần cải thiện rất là nhiều, đặc biệt nhất là ở cái phần đầu mũi của chị. Đầu mũi của mình là mình đã thấy được cái phần đầu mũi đã được kéo dài nè. Đây các bạn mình nhìn nha. Đây, em sẽ đưa iPad vào cho mọi người xem được cái phần đầu mũi sau khi mà mình kéo dài thì nó sẽ cải thiện như thế nào. Đây các bạn mình thấy không ạ? Đặc biệt nhất là ở cái phần đầu mũi của chị, đầu mũi đã được dựng trụ và kéo dài hơn. Bên cạnh nữa là mình nhìn ở cái phần đầu mũi nè. Đó, hồi trước là mình thấy tấm hình cũ là rất là thấp, nó rất là thấp luôn, và nó nhìn ở cái phần đầu mũi nó rất là yếu. Nhưng mà sau khi làm xong sụn vách ngăn 3D dựng trụ thì mình thấy là cái phần mũi nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Đây các bạn mình nhìn ở cái phần chiếc mũi của chị trước và sau khi làm nha. Đó, do là cái phần da mũi của chị này hơi mỏng á, cho nên là khi mà mình nâng là mình cũng nâng ở cái độ cao vừa phải, tránh tình trạng nâng cao quá. Tại vì một số khách hàng da mỏng thì mình cũng nên hạn chế về cái vấn đề về độ cao giùm em, để bảo đảm cái sự an toàn cho mình và chiếc mũi của mình không cần phải làm đi làm lại. Cho nên là các bác sĩ sẽ nâng ở cái độ cao phù hợp để cho tránh cái tình trạng bị lỗ sống về sau mọi người ha. Đây rất là đẹp, chiếc mũi ở cái phần đầu mũi rất là tròn, rất là đầy đặn chứ nó không có bị nhọn. Toàn bộ cái phần đầu mũi là dùng sụn tự thân, riêng cái phần sống thì 2 phần 3 đoạn sống thì mình chỉ đặt đoạn sụn nhân tạo để nâng cao sống mũi thôi, để giúp cho cái phần mũi của mình nó có một cái độ lướt, một cái độ dáng cong chữ S mềm mại đó mọi người. Tổng thời gian mà mình làm cái mũi này thì nó khoảng cỡ tầm là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Sau khi làm xong khách hàng sẽ có thể về trong ngày luôn, không cần phải ra lại bệnh viện. Và sau tầm 1 tuần thì như em có chia sẻ là mình sẽ hoàn toàn thay băng hết và tháo tháo nẹp cắt chỉ luôn. Cho nên là nếu mà trường hợp mình có dự định làm thì kịp trước Tết cho mình luôn đó. Có thể không cần phải đeo băng đeo nẹp gì nữa, và cái tình trạng sưng bầm nó cũng sẽ giảm cho mình rất là nhiều. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của bệnh viện JW. Bấm theo dõi và bấm like fanpage để khi mà bệnh viện phát livestream lên thì khách hàng mình có thể inbox hay là xem trực tiếp để nhận được những cái phần quà khi mà mình xem livestream, hoặc là đăng ký cái gói khuyến mãi hiện tại nhất của bệnh viện JW nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.